Hai mọi người sau đây mai xin nói về bệnh đau cổ tê tai thoát vị địa điểm chèn ép chi thần kinh thoái hóa cuộc sống ngoài những điều kiện là các bạn tập thể dục ở nhà tránh tư thế xấu ăn uống đầy đủ uống nước nhiều để bổ dưỡng lại cơ thể của mình để nuôi lại cái dùng À, đau cột sống cổ của mình thì các bạn à, tập thể dục cho các bạn nên có một cái máy kéo ở nhà à, rất là thuận tiện cho các bạn. thì sau đây hôm nay mai sẽ trình bày à, cho các bạn biết là à, cho các bạn cơ hình là là chèn ép dây thần kinh như thế nào à, và có ba loại à, có ba loại dụng cụ mà mai à, đã search trên Amazon thì mọi người có thể mua một cách dễ dàng. Cái nào tiện cho các bạn có tư thế ngồi và tư thế nằm thì cái nào tiện cho các bạn nhất thì các bạn nên mua về một cái để ở nhà để mà giúp các bạn điều chỉnh điều trị bệnh của mình một cách có hiệu quả hơn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tấm hình này không? Bên trái của mình màu đỏ của mình là đang bị chèn ép dây thần kinh, địa điểm là cái vùng màu đỏ mình có đốt sống ở trên và đốt sống dưới hai đốt sống này đè bẹp lại đi à, địa điểm của mình hẹp hơn và chèn ép dây thần kinh đây là dân thiện dây thần kinh của mình dây này có thể chạy xuống à, bàn tay à, các bạn mà các bạn nghe tê hoặc là đau cổ hoặc là chạy xuống bả vai và bên đây là cách điều trị của mình có nghĩa là mình sẽ kéo hai lóng xương này cao hơn để mà nuôi lại địa điểm mà hiện giờ mình đang bị đau, đó là màu xanh thì nó sẽ nhả sợi dây thần kinh mình lại, thì lúc đó các bạn sẽ không còn bị tê tay nữa là nhờ các bạn đã kéo giãn ra. Nên cái chuyện mà các bạn nên có những cái dụng cụ dụng dụng cụ ở nhà để mà à, điều trị cho à, cho các bạn à, kéo giãn dây thần kinh cũng rất là tốt. Thì thứ nhất là mai đây là một cái sợi dây kéo trên cửa để kéo dưới tư thế ngồi như thế này. Với những người bị bệnh đang bị đau, à, cấp tính thì nên làm một à, mỗi ngày hoặc là một tuần ba lần. Trong vài tuần sau đó một tuần hai lần trong vài tuần và một tuần một lần trong vài tuần. Sau khi các bạn đã giảm đau rồi, tuy nhiên các bạn cũng nên giữ gìn nó bằng cách là các bạn nên kéo nó À, một tuần một lần hay hoặc là hai một tháng một lần tùy các bạn. đây là một cái tư thế cũng ngồi cho những người mà làm việc à, nâng cổ của của mình lên mà không khi mà các bạn ngồi làm việc á, một hai tiếng thì tự nhiên cái cổ của mình nó sẽ sụm lại thì cái này cũng rất là thuận tiện cho những người nào mà ngồi à, làm việc trong văn phòng hoặc ở nhà tùy các bạn nhé rồi cái thứ ba là nằm cái này thì rất là dễ chịu tại vì các bạn nằm các bạn nằm xong các bạn mới đây là cái bôm, các bạn bôm lên thì cái um, cái 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 đen này nó sẽ kéo cổ các các bạn lên. Nó sẽ kéo cổ các các bạn lên. tùy các bạn bơm thí dụ như 10 pound, 20 pound gì đó. Tư thế này thì rất là thuận tiện là tại vì các bạn nằm. Đó là ba cái dụng cụ mà các bạn mai 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 tìm kiếm thì tất cả đều trên Amazon, thành ra mọi người có thể mua nó một cách rất là dễ dàng. Và sau đây mai cũng xin các xin um, giới thiệu cho các bạn là cái cách đây là địa điểm của mình là màu tím. Đây chèn ép. Các bạn có thấy là chèn ép màu đỏ thì nó sẽ chạy dài uh, ra uh, 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 cái dây thần kinh của mình sẽ chạy dài ra những tai vai uh, làm cho mình đau cổ, đau vai đó là cái cái bệnh của các bạn. tấm hình này mai rất là thích là tại vì nó nói lên tất cả có nghĩa là các bạn có thấy là mình bị bệnh địa điểm là như thế này bị bệnh địa điểm hai hai cái đốt sống này chèn, chèn ép lên dây thần kinh của mình thì thì cũng giống như dù cho các bạn có bệnh cổ hay bệnh đau lưng gì thì cuộc sống của mình cũng giống nhau như vậy và là cách tập của mình đây ngoài cái máy kéo này các bạn cũng phải tập những cơ bắp ở vùng cổ hay hoặc dùng lưng nếu các bạn bị đau lưng à, sau đó mình có thể chùm đá lại À, sau khi mà mình à, tập và kéo giãn thì mình chùm đá lại à, nên nhớ là tránh những cái tư thế xấu cũng như các bạn à, ăn uống uống nhiều nước vô các bạn à, ăn, ăn cho đủ chất để mà nuôi dưỡng lại cột sống cổ của mình thì từ đó các bạn sẽ thấy là mình sẽ không bị đau cổ hoặc đau lưng hay hoặc là các bạn không bị tê tay hoặc tay chân nữa chúc các bạn thành công